theo chương trình sẽ là tiết mục biểu diễn thời trang của nhóm Thời trang công nghệ 4.0. Xin chào mừng quý vị đến với công ty Thượng Nguyên. Công ty Thượng Nguyên chúng tôi tự hào là một trong những công ty chuyên cung cấp máy chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam. Để đáp ứng được nhu cầu sản xuất, chúng tôi luôn tìm hiểu và nhập những máy móc với công nghệ tiên tiến nhất trong ngành gỗ. Của đối tác hàng đầu trong ngành máy chế biến gỗ, những kỹ sư của Thượng Nguyên rất tự hào vì đã tự sản xuất cho riêng mình máy ghép cao tầng mang thương hiệu Thượng Nguyên. Chúng tôi đã sản xuất và cung cấp cho một số nhà máy và chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi nhận được những phản hồi rất tích cực. Kỹ thuật của công ty Thượng Nguyên được khách hàng đánh giá cao.
về sự chuyên nghiệp và tận tình, luôn có mặt kịp thời khi khách hàng yêu cầu. Thấy chiếc cờ lê bự trên tay anh ta là biết năng lực sửa máy của anh ta như thế nào rồi phải không ạ? Trong sản xuất có rất nhiều nhà máy đang đau đầu là sao để giảm chi phí, giảm nhân công mà dây chuyền sản xuất luôn trong hoạt động hiệu quả. Nắm bắt được những khó khăn đó, những kỹ sư của Tự Nguyên đã nghiên cứu và sản xuất băng tải kết nối các máy để thay thế con người. Chúng tôi đã khắc phục rất vấn đề này cho rất nhiều nhà máy.
của nhóm thời trang công nghệ 4.0.